Thứ tư là con bị rối loạn trầm cảm, con hay cáu gắt với ba mẹ và thường xuyên nghĩ đến tự sát để giải thoát, con rất buồn. Đã điều trị 7 năm, xin sư giúp con phải làm sao, con xin cảm ơn sư. Thì do sư thấy cái câu này á, nó cũng nói lên cái tính chất là nghiêm trọng của vấn đề đó, cho nên là sư sẽ tranh thủ trả lời cho cái câu này. Thứ nhất á, là quý vị tìm ở trong cái danh sách phát của sư á, nó có một cái video á, là để gia đình trở thành một gia đình và làm cha mẹ sao cho tốt. Thì trong cái video này đó, sư có nói đến cái vấn đề tồn tại ở trong gia đình, làm sao mà gia đình mình nó không có giống như một gia đình, để cho một cái đứa con nó phải chịu nhiều những cái áp lực như vậy. Đó là điều cần phải cải thiện. Cũng như á, là sư nhớ là ở trong video đó sư cũng có đề cập cái chuyện mà tự tử á, thì nó không có đem lại kết quả tốt. Hoặc á, là quý vị có thể xem thêm một cái video nữa, đó là cái giới không sát sanh ở trong cái danh sách pháp của sư á, nha. Trong các cái video có cái bài về giới không sát sanh, thì cuối cái giới này đó sư có nói qua về cái việc mà tự tử. Thì dành cho nếu như trong trường hợp quý vị lười không có xem, thì sư chỉ nói sơ cái chuyện mà mình tự tử, nếu như nó thành công thì mục đích của mình là mình muốn tự tử để giải thoát. Nhưng không, khi mình tự tử mình sẽ đi đến cảnh giới đau khổ hơn bây giờ. Sư đưa ra một cái ví dụ nhé. Bây giờ đó, quý vị còn sống thì dù cho quý vị có khổ cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng sẽ không bao giờ phải chịu cảnh đói từ ngày này qua tháng khác, vừa đói vừa khát, không có miếng ăn, không có nước uống mà không chết được. Bây giờ quý vị muốn chết, quý vị còn chết được. Nhưng khi mình tái sanh làm hàng ngạ quỷ, muốn chết không chết được. Khát không có nước uống, đói không có cơm ăn, chịu từ vô số năm nha, từ năm này qua năm khác, từ thời Đức Phật này qua thời Đức Phật khác, vẫn chưa hết cái nỗi khổ đó. Thì quý vị so sánh giữa cái khổ bây giờ mình chịu với cái khổ sắp tới mình phải chịu nếu mình tự tử, cái nào hơn cái nào? Cái thứ hai là quý vị có khổ cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng không có khổ đến cái mức đó, mà bị người ta lấy dao á, người ta đâm mình. À, sáng đâm 100 mũi, chiều 100 mũi, tối 100 mũi, đâm liên tục như vậy, đâm ra rồi rút vào nha, rồi lấy bàn ủi chà lên trên da của mình, chà hết từ đầu tới đuôi, từ đuôi lên đầu, làm suốt ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Quý vị không bao giờ phải chịu cái hình phạt đó, chịu những đau khổ đó khi quý vị còn là con người. Nhưng khi quý vị tự tử, quý vị sẽ đi xuống các khổ cảnh như địa ngục hoặc ngạ quỷ. Ở các khổ cảnh đó, quý vị sẽ phải chịu hình phạt còn khốc liệt hơn như vậy nữa. Cho nên mình nghĩ là cái chuyện tự tử sẽ giúp cho mình sung sướng hơn, nhưng không. Khi mình tự tử, mình chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Cho nên sư cũng chúc mừng là trong 7 năm qua quý vị đã không làm cái mà quý vị. Còn quý vị hỏi sư là bây giờ sư phải giúp như thế nào, thì đầu tiên hãy xem hai cái video mà sư vừa đề nghị. Chưa có nghe rõ thì quay lại để nghe, tại vì bây giờ sư cũng hơi đuối rồi, thông cảm thôi. Còn một cái lời đề nghị nữa của sư đó là hãy công quả ở chùa, đến một cái ngôi chùa nào đó gần nhà quý vị công quả, đừng có mong cầu gì cả, đừng có suy nghĩ gì cả nha. Toàn bộ những cái lo lắng công ăn việc làm tình duyên đôi lứa việc nhà việc cửa cứ để hết qua một bên đi, mình cái công quả đó, ngày này qua tháng nọ rồi từ từ á nó sẽ khác. Nhưng mà nhớ mình lựa một cái ngôi chùa nào đó mà mình không có phiền não, chứ lựa cái ngôi chùa mình phiền não mà vô thì nó quá cha thiên hạ đó. Thì đây là cái lời khuyên của sư, và sư cũng mong là sư tự tường sẽ dành một tí cái thời gian để trả lời cho vị. Dạ.
Thưa Đại Đức, thưa quý vị, riêng về câu này thì tôi thấy là cái sở trường của Đức Hạnh Tuệ, cho nên là những cái lời Đức Hạnh Tuệ nói là khắc rất là đầy đủ rồi. Cũng giống như là cũng thay cái lời của sư, cái lời khuyên của sư muốn truyền tải thì bây giờ. Nhưng mà ở đây sư thêm nhắc thêm một cái điểm này nữa. Có nghĩa là muốn nghe là sư nhấn mạnh về cái điểm này mà Đức Hạnh Tuệ nói với vị đó, có nghĩa là nhấn mạnh để vị biết. Đúng là cái việc mà quý vị nghĩ đến tự sát á, quý vị nghĩ là đó như cái giống như là giải thoát, nhưng mà không đúng như vậy. Đau khổ triền miên, đau khổ trầm luân mà Dương Đức Hạnh Tuệ diễn tả nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó đau khổ hơn gấp gấp rất 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 là nhiều lần mà cái đau khổ quý vị đang trong cái hiện tại này. Khi quý vị nghĩ đến cái chuyện tự sát không đơn giản như vậy đâu. Còn về cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ thì một lần nữa sẽ cũng xin nhấn mạnh là quý vị nên 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 theo cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ là nghe xem cái video mà Đức có khuyên quý vị đó. Ngoài ra thì sư cũng góp ý thêm là những cái vấn đề về bệnh về tâm nói chung để giải quyết được, để giải quyết rốt ráo được những cái vấn đề bệnh về tâm nói chung thì không có gì nó quý hơn là mình quay về mình nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, với Tam Bảo thưa vị, không có gì quý hơn. Đó là cái chỗ nương tựa vững chắc nhất. Khi mình nương tựa, mình có niềm tin rồi, mình có tư duy chân chánh đó, thì cái sự khổ đau mình nó cũng nguôi ngoai phần nào. Rồi mình thực hành đó, thì cái khổ đau nó càng giảm. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây, và cũng xin cũng nhấn mạnh là quý vị nên 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 bỏ cái tư tưởng mà tự sát đi. Cái điều đó nó khiến mình đau khổ, và nó cũng sai với đi sai lên với lời Phật dạy. Xin kết thúc phần trả lời. Thì đâu không biết là có đợt xin mong là tất cả quý vị đều được sự yên vui, đặc biệt là có nhiều sức khỏe, có nhiều cái chánh tri kiến, từ đó đem lại an lạc hạnh phúc cho chính mình và cho chính gia đình mình.